Phở ơi, Phở ơi, Phoebe, Phoebe, Phoebe. Trời ơi, hấp lên con, hấp lên. Ôi quá mệt quá hả? Ôi trời ơi, gần sắp đi ngủ mẹ còn bắt con tập thể dục hả? Hả? Ôi trời ơi, tội nghiệp chưa? Ôi trời ơi, tội nghiệp chưa? Cái mông nè. À? Ôi trời ơi, bị mẹ hành hạ hả? Bị mẹ hành hạ, ôi trời ơi, mét ba hả? Ôi trời ơi, không có ba ở đây. Vậy đó. Trời ơi, có ba lười kìa. Vậy đi con. Ôi, một nhít rồi, một nhít rồi, một nhít rồi. Một nhít rồi. Mệt mỏi quá hả? Tôi mệt mỏi với cuộc đời này quá. Tôi mệt mỏi quá. Tôi bị hành hạ. Hả? Ừ. Tôi bị hành hạ. Tôi mệt mỏi quá. Nó bông quá anh. Oh, sorry, sorry, sorry. Chập quá. Lại chế bạn đi. Lại chế bạn đi. Bạn ơi. Bạn ơi. Tụi mình là bạn của nhau. Hả? Chế con. Thôi đừng có ăn bạn mà. Chơi với bạn ăn bạn. Tụi mình cùng loại mà. Nhá. Tiền tiền tiếng tiếng. Hello Phoebe. Phở ơi. Phở ơi sắp đi ngủ rồi. Sắp đi ngủ rồi, uống sữa rồi đi ngủ nha. Nha. Ngủ một giấc tới sáng cho mẹ. Ngủ nha. Thôi 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 thôi. Bỏ bạn ra, bỏ tôi ra. Xe ra. Xe ra. No. Không được ăn tôi. Ui. Không được ăn tôi đâu. Nè chúng mình là bạn. Happy happy fan. À. Happy fan. Happy fan đó Phở. Phở ơi. Ừ. Nè nè nè. Nè. Thôi đừng có ăn bạn mà. Tội nghiệp bạn. Thôi đừng có ăn bạn mà.
Mẹ 8 tháng 3 con có vui không? Ô con vui hả? Hả? Mẹ hỏi con, mẹ tháng 3 con vui không? Mà con trả lời cho mẹ biết đó hả? Hổ. Thôi hôm nay sao con mặc đồ xám con đi ngủ vậy? Sao mẹ lấy đồ xám ra cái con kêu con hé. Cái mẹ thấy con thích bộ xám, tưởng con thích bộ này mẹ cho con bận. Nè, thích không? Ừ, mẹ bonus thêm cái nón cho con ngủ thì khỏi khỏi lạnh đầu nha. Nha. Hôm nay con đi với em có vui không? Ủa, với em có cho con ăn không? Hả phở? Nè, nhìn mẹ. Phở ơi. Thôi. Nè, thôi. Thôi, dừng nha. Chú sữa đi ngủ nha. Bye bye cô chú.